Báo cáo với lại các thượng đế, bây giờ là 11 giờ 36 phút. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Như thường lệ, trước khi lắp vào một sản phẩm nào đó đều quay lại để cho các thượng đế xem một lần nữa. Đây là cục giữa đài Sony Comboden CFS710SC của một người anh em có cái bụng tốt ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trân trọng kính mời mọi người cùng xem. Cái mặt này là mới thay vào, cái mặt của người anh em nó gãy hết chân ốc, tụt cả bộ cơ vào bên trong. Mặt này mới thay. Cái cửa băng, cái cửa băng hai cái lẫy nhựa này, đây này, đây một cái này, đây một cái này, hai cái lẫy nhựa này để đỡ băng còn nguyên bản, không bị chắp vá. Bánh tì thay hết rồi, bánh tì dây cu loa thay mới hết rồi. Bên đây cũng vậy, đây một cái lẫy nhựa này, đấy, đây một cái nữa này, đây một cái nữa này, đấy, đấy, đây. Cái lẫy nhựa này để đỡ cái băng nó xuống đấy, khi mình thả cái băng vào là nó đỡ, còn nguyên bản không bị gãy. Đây là mặt trên của bộ phên vỉ. Bộ phên vỉ này thì không phải thay. Rồi. Khang 1861. Một cái chân ốc. Hai cái chân ốc. Ba cái chân ốc. Chân ốc này bị nứt. Bốn cái chân ốc. Cái ống này bị nứt thì lúc nó xử lý chứ không bị gãy. Đây là bánh thả cửa băng ra. Đây là bộ cơ chạy vòng cao su. Bộ cơ cửa B, bánh trung gian là vòng cao su. Đã, chỉ thay dây cura và bánh tì thôi, chứ còn vòng trung gian còn tốt. Bên đây bộ cơ có vớt. Thay dây cura bánh tì rồi. Đây là mặt dưới của bộ phên vỉ không đào bới xơi lộn. Đây dây dạ buộc vào đi rất chi là gọn gàng rồi. Cái này để giữ cái phên điều khiển của bộ cơ. Đây là cái cần nhựa để chuyển tín hiệu thô băng. Sang đây là vỏ máy. Cái vỏ đằng sau thì không thay, để nguyên. Thôi, trước khi lắp vào thì quay lại rồi. Cũng đã quay lại chi tiết rồi. Bây giờ xin phép dừng video ở đây để lắp vào. Thân ái chào tạm biệt. Xia xia.